giới được giải thoát nhằm niết bàn dự giới. Bởi thế cho nên chư Phật tử ráng thọ trì giới luật chưa được trong sạch định để lắm nhờ. Sa thu lành thai uất tâm ăn ghê na quan đề hằng ba đa phẳng sum qua ruột tâm ăn bột thể do ca lý tổ đâu sau bột thâu khăm tu tăng mà măng còn đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần nhĩ chân đức Phật là đấng chi tôn chi thanh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo cúi xin Phật bảo sát tội lỗi ấy cho con. Uất tâm ăn ghê na quan đề hằng thầm mạnh cho được vị thăng và răng thầm mê vô khá ly tô đổ sâu thầm mô thầm mà tu tăng mà măng còn đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo cúi xin pháp bảo sát tội lỗi ấy cho con. Uất tâm ăn ghê na quan đề sằng khanh cho được vị thoát tâm ăn sằng khê vô khá ly tô đổ sâu sằng khô cầm mặt tu tăng mà măng còn đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phạm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo cúi xin tăng bảo sát tội lỗi ấy cho con. Suvatthalatho sutto gurunho buddhassa sane arogo sutto hoi saha sabbe nyatipi saatthalatham suvita gurunha buddhassa sane aroga sutta hoi saha sabbe nyatipi te atthalatham sukita gurunha buddhassa sane aroga sukita ho thasaha sabbe thị nhà tị phiên cầu xin cho các thiền tín được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tấn hoa trong đường Phật đạo. Cầu xin cho các thiền tín khỏi bình hoàng, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy. Sa thu lành thai ước lành con đã tạo ra các đời quá khứ hay là đời nay nghiệp chưa cho quả phước nào nguyện thành pháp độ để vào thiện căn sau này cho đến siêu thăng niết bàn hãy làm chuyện tốt sẵn sàng mọi điều hạnh phúc thành đoàn nhân duyên giúp cho phiền não sớm yên trở màu giải thoát cái liền kịp sao. Nếu trẻ chẳng gặp Phật nào nhầm kỳ độc giác làm sao cũng thành nguyện cầu tam bảo từ hàng đồ nguyện thoát ba tai nước lửa minh nguyện thảy chúng sanh coi oan kết nguyện cho nhân loại đang tu hành nguyện dình tam học gia định tuệ nguyện đoạn tham sân si độc sanh nguyện giải căn nhân sanh tự khổ nguyện diệt tâm tham hao lợi danh nguyện tu tinh tấn không dễ đại nguyện sao đạo quả sớm viên thành. Văn kinh chikusala cầm măng cấp tập bằng ký đi văn mà cả dê na quả cha mana sa thì đa sẽ sư ga tăng ca tăng dê sa ta san nhị nô a thì dễ cho sa ta san nhị nô ca tăng huỳnh nhà pha lăng mày hằng sa bê pha ghi và hoàn từ tệ dê tăng các tăng sư quý đi tăng đền nàng bồ nhà phà lăng mà giả dê các ta thà na trả năn thì để qua cảnh ta ni dê là dụm sáp bê lô cầm thì dê sáp ta chỉ hoàn ta hạ ra hai tu cam huynh năng phô cho nàng sáp bê là khoan tu mã chê ta sa tị phước căn con đã tạo thành do thân khẩu ý tu hành dẻo nên đều là phước báo vững bền có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng cung đời đạo lợi thọ nhàn chung sanh hữu tưởng nhân gian ta bà chữ thiên phàm thiên cùng là bậc trời vô tượng được mà hưởng an ước con hồi hướng dân ban chung sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu
bằng ai chưa rõ lời cầu, xin cùng thiên chúng đến mạch nhai. Có người làm phước được xài, lại đem hồi hướng hiện nay khắp cùng chúng sanh hoan hỷ lãnh chung, hưởng được phước quý ung dung thanh nhàn, chúng sanh thế giới các hàng, bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường, tịnh thâu phước báo cung dường, hóa thành thực phẩm mùi hương thọa lòng. Nam mô Bích Tha Giá, chúng con thành kính đảnh lễ dân và phước. Chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài Trí Đức đã từ bi hoan hỷ thay mặt chư tôn đức tăng truyền trao tâm quy bát quan trai giới đến hàng Phật tử của chúng con. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài. Chúng con cũng thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa Pháp Thanh cùng chư tôn đức đã quan năm vào đạo tràng, chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới. Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng đã cùng với Nhật Quỳnh để bái tam bảo và thọ trì quy giới. Do phước mà chúng con đã trong sạch tạo được ra, kính dâng đến tất cả chư thiên, nhất là chư thiên hộ trì chánh pháp, cầu mong quý ngài hoan hỷ tùy hỷ độ giáo pháp Đức Phật Gotama được bền vững lâu dài. Chúng con cũng kính dâng quả phước này đến với chư tôn đức. Nhật Quỳnh xin chia phước này đến đạo tràng pháp hội, mong rằng phước này trợ duyên quý ngài, quý vị an vui trong giáo pháp của Đức Phật Gotama. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang. Nam mô Bụt Tha Giá, do quả phước này trợ duyên chúng con phát sanh trí tuệ để chúng con tu tiến sớm đạt được đạo quả giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ thượng tọa Pháp Thanh cùng chư tôn đức vừa quan năm vào đạo tràng. Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu vừa vào đạo tràng, và Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh pháp sư trước khi chúng ta được thượng tọa Pháp Thanh thuyết giảng bài học ngày hôm nay tương ưng bộ kinh bốn La Mã phẩm quần tiên, ba Đa Mã lành thai. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Nam mô Ta Sa Pha Ga Va Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bồ Tát Đa Ha Sa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Va Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bồ Tát Đa Ha Sa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Va Tô A Ra Ha Tô Samma Sambuddha Sa. Chúng sanh tất cả bốn hàng, như sen trong nước minh quang cũng chờ, trời lỡ mộng đằng nhờ ánh sáng, chỗ hòa lành đại tạng mùi hương. Pháp màu ánh sáng phi thường, chiếu khắp ba cõi rõ đường an vui. Phàm thiên vẫn ngầm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng dị hơi, quyết lòng mở đạo nhằm phường lộc giả ngày dời chân sang. Thuyết pháp đổ các hàng đệ tử, có năm thầy tinh dự pháp từ, đó là Nhôm Kiều Trần Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ giáp vẹn toàn, một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ăn phổ cập, đám mưa lành rơi khắp thế gian, bởi nhân cơ tính rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được tri tri vẹn toàn. Nam mô Bích Tha Giá, và con xin được đọc chánh kinh trước khi con thỉnh thượng tọa Pháp Thanh lên giảng giải bài học ngày hôm nay. Dạ, cảm ơn Như Quang. Bài học hôm nay là kinh tương ưng chương 1, tương ưng chư thiên, bốn La Mã phẩm quần tiên, ba La Mã lành thai. Lành thai ở Sa Quá Thi, rồi rất nhiều quần tiên sắp tút lát phá. Khi đêm đã gần mãn, với dung sắc thù thắng chói sáng toàn vùng Chê Ta Qua Ná, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ba, đứng một bên, một vị thiên nói lên lời cảm hứng này trước mặt Thế Tôn. Lành thai sự bố thí,
Kính thưa bậc tôn giả, vì sang tham phong vật như vậy không bố thí, ai ước mong công đức có trí nên bố thí. 4. Rồi một vị thiên khác nói lên lời cảm hứng này trước mặt Thế Tôn. Lành thay sự bố thí, kính thưa bậc tôn giả, nhân thật tốt lành thay bố thí trong thiếu thốn, kẻ ít vui san sẻ kẻ nhiều, khó đem cho bố thí từ kẻ khó, đông được ngàn đồng vàng. 5. Rồi một vị thiên khác nói lên lời cảm hứng này trước mặt Thế Tôn. Đành thay sự bố thí, kính thưa bậc tôn giả, nhân thật tốt lành thay bố thí trong thiếu thốn, lành thay sự bố thí phát xuất từ lòng tin bố thí. Và đánh nhau, con thấy cái chỗ này nó lạ lạ, dạng chút có gì ngài giải thích giùm. Được nói bằng nhau, một số ít kẻ lành thắng xa số đông người, quý giàu cho cứ ít, nhưng cho với lòng tin, do vậy được an lạc vì lợi ích cho người. 6. Một vị thiên khác nói lên lời cảm hứng này trước mặt Thế Tôn. Lành thay sự bố thí, kính thưa tôn giả, kính bậc tôn giả, nhân thật tốt lành thay bố thí trong thiếu thốn, lành thay sự bố thí phát xuất từ lòng tin, lành thay sự bố thí với tài sản hợp pháp. Ai là người bố thí với tài sản hợp pháp? Do nỗ lực tinh tấn, nhờ vậy thâu hoạch được. Vị ấy vượt dòng suối thần chết dạ so giới, sau khi chết được sanh chỗ trú xứ chư thiên. 7. Rồi một vị thiên khác nói lên lời cảm hứng này trước mặt Thế Tôn. Lành thay sự bố thí, kính thưa bậc tôn giả, nhưng thật tốt lành thay bố thí trong thiếu thốn, lành thay sự bố thí phát xuất từ lòng tin, lành thay sự bố thí với tài sản hợp pháp. Lành thay sự bố thí có suy tư sáng suốt, bố thí có suy tư bậc thiện thể tán thán, bố thí cho những vị đáng kính trọng ở đời, bố thí những vị ấy được hưởng quả phước lớn như hạt giống tốt đẹp gieo vào ruộng tốt lành. 8. Rồi một vị thiên khác nói lên lời cảm hứng này trước mặt Thế Tôn. Lành thay sự bố thí, kính thưa bậc tôn giả, nhân thật tốt lành thay bố thí trong thiếu thốn, lành thay sự bố thí phát xuất từ lòng tin, lành thay sự bố thí với tài sản hợp pháp, lành thay sự bố thí có suy tư sáng suốt, lành thay sự tự chế đối với các chúng sanh. Giữa chúng sanh hữu tình, ai sống không làm hại, sợ người khác chỉ trích, không làm ác bất thiện. Họ khen kẻ nhút nhát, nhưng khi chỉ trích người hùng, chính sợ bị chỉ trích, người lành không làm ác. 9. Rồi một vị thiên ác bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, giữa chúng con, lời nói ai được tốt lành? Về vấn đề này, tất cả các ông đều nói lên một cách tốt đẹp. Tuy vậy, hãy nghe lời của ta. Bố thí với lòng tin được thẳng thắn nhiều mặt, có pháp hơn bố thí, pháp ấy là pháp cứu. Từ xưa, từ xa xưa, người lành, người chân thiện với trí tuệ sáng suốt đạt đến cảnh niết bàn. Nam mô Bụt Tha Giá Dạ Bản Chính Kinh đến đây đã chấm hết. Con xin thay mặt đại chúng tâm trung thành kính đảnh lễ cung thỉnh thượng tọa Pháp Thanh từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, sư có nghe được âm thanh con, sư cho con một tín hiệu để con kính dâng bích đến sư ạ. À. Nam mô Bụt Tha Giá. Chắc là sư không giá xa thứ. Dạ, Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Con tưởng đầu sư đắp đi mới, sư không có biết cầm à, không biết đưa tài. Dạ, con kính dâng bích đến từ sư. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, cảm ơn cô Nhật Quỳnh rất nhiều. Dạ, cảm ơn cô Như Quan đã bớt bài. Dạ, và cô Nhật Quỳnh đã đọc cái phần chánh kinh. Dạ, trước khi vào thời chia sẻ Phật pháp,
Nhà kính cung thỉnh chư tôn đức cũng như mời tất cả quý vị lắng tâm thanh tịnh, làm lễ tam bảo một cách tóm tắt. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô buddhaya, nam mô dhammaya, nam mô sanghaya. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức tam bảo một cách tóm tắt. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Phật bảo. Phật bảo đến vô lượng từ bi trí tuệ viên mãn, Ngài đi diệt tận vô minh và phiền não, Ngài đã bẻ gãy bánh xe sanh tử, ngồi là thầy cả chư thiên và nhân loại. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Pháp bảo. Pháp bảo là phương lương dược năng trị tâm bệnh cho tất cả chúng sanh. Những ai thực hành đúng theo chánh pháp sẽ được an lạc trong hiện tại và ngày vị lai. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Tăng Bảo. Tăng Bảo gồm hai bậc Thánh Tăng và Phàm Tăng. Các ngài còn là mô phạm quần sanh, là phước điền của chư thiên và nhân loại. Do phước báo tán dương ân đức Tam Bảo, kính cầu mong chư tôn đức trưởng lão pháp thể căn ngang, kính chúc quý tu nữ và tất cả quý Phật tử khỏe mạnh an vui, tu tập tạo được nhiều thiện sự trong đời sống hiện tại, hướng đến giải thoát trong ngày vị lai. Nam mô Bụt Thầy giá. Thì trong cái bài thứ ba này đó, nó cũng có nhiều cái đoạn nó trùng lập với cái bài thứ hai, thì nó cũng có đôi chỗ nó cái nó có hơi khó hiểu. Như hồi nãy cô Nhật Quỳnh đã nói đó, trong cái đoạn thứ năm, trong cái đoạn thứ năm này thì nó có một cái chỗ mà quý vị hơi khó hiểu. Sư xin đọc lại rồi sư sẽ giải thích. Năm, rồi một vị thiên khác nói lên lời cảm hứng này trước mặt Thế Tôn. Lành thay sự bố thí, kính thưa bậc tôn giả, nhân thật tốt lành thay bố thí trong thiếu thốn. Lành thay sự bố thí xuất phát từ lòng tin, bố thí và đánh nhau được nói là bằng nhau. Không một số ít kẻ lành thắng xa số đông người. Ví dầu cho có ít, nhưng cho với lòng tin, do vậy được an lạc vì lợi ích cho người. Thì ở đây nó có cái sự mâu thuẫn là tại sao mà lành thay sự bố thí xuất phát từ lòng tin, bố thí và đánh nhau được nói là bằng nhau. Thì ở đây đó, quý vị phải hiểu cái bố thí và đánh nhau nè là hai cái pháp đối nghịch. Cái bố thí và cái đánh nhau đây là cái chướng ngại của cái phiền não, tức là cái tâm bỏng sẻn. Bây giờ quý vị để ý rằng khi mà mình chưa có chưa có sự hiểu biết vững mạnh á, cái tâm xả ly của mình mạnh, thì giữa cái tâm xả ly và cái mà bắn sẽ với này có ngàn muôn bao nhiêu thắng suy tư cái phiền não, cái tâm bỏng sản dính mắt thì nó ngăn cản mình liền. Tội gì mình bố thí, trời ơi mình làm cực tần chết, mình cũng thiếu hụt, mình cũng khổ, mình cũng cũng đói lên đói xuống, chứ mình có sung sướng gì đâu.
mình đâu phải mình giàu có đâu mà mình đem bố thí. À, cho nên á là hai bên này á đánh nhau ở đây là cái sự giằng co của cái thiện và bất thiện, của cái tâm buông bỏ xả ly và cái tâm dính mắc bỏ. Chính vì một số ít cái người xa chắc phố lớn họ làm những cái chỗ mà phát gạo tự động, à, thành ra là gọi là ATM gạo, rồi phát quà từ thiện cho những cái người mà nghèo mà đi trong cái hoàn cảnh mà dịch bệnh này rồi không đi làm ăn được, khốn khó, những cái người bán vé số, à, những cái người mà buôn bán nhỏ bây giờ là bị gì không có đi bán được, cho nên người ta hỗ trợ. À, những cái phần quà từ thiện vài ba ký gạo, mấy gói mì, à, rồi kia nọ đó, những cái phần quà nó rất là nhỏ nhoi, à, để giúp cho những cái người khổ này, khốn khó. Nhưng mà quý vị thấy không, có những cái trường hợp họ không phải là khó khăn, nhưng mà họ đi tranh giành với lấy những cái phần đó, à, vì cho mà, ai có quyền, ai muốn lấy thì lấy. À, cho nên á là những người mà đến nhận á ăn mặc rất là sang trọng, rồi đi xe cũng là xe loại hạng sang, ha, có đeo trang sức thế này thế khác, à, cũng đến còn ngày hôm qua nó có đưa lên một cái đoạn Nam mô Bích Thai, dạ, dạ thượng tọa Pháp Thanh có nghe được âm thanh của con không? Dạ bạch sư, sư có nghe được âm thanh của con, nếu sư nghe được. Dạ bây giờ có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không Kim Nhung? Alo. Alo Kim Nhung có nghe được không? Dạ cảm ơn Tâm Hương. Dạ cảm ơn đạo tràng. Dạ con không biết thượng tọa Pháp Thanh có nghe được âm thanh của con không? Nếu nghe được âm thanh của con xin thỉnh sư rời rung rồi trở vào lại coi, chứ đạo tràng chúng con không có nghe âm thanh sư được liên tục, cứ nó chập chờn á bạch sư, nghe không có hết câu. Dạ con cũng thỉnh sư rời rung đi bạch sư. Dạ rời rung rồi sư trở lại coi có thử nó có tốt hơn không ạ. Nam mô Bích Tha, dạ. Nam mô Bích Tha, dạ, dạ đạo tràng hoan hỷ chào sư trong giây lát. Dạ con thấy chưa, đã trở lại đạo tràng rồi. Dạ con kính dâng mít đến sư ạ. À.
Nam mô Bụt. À, dạ. Dạ, con thấy sư trở lại đạo tràng rồi. Dạ, sư thử cầm mic nữa coi sư. Dạ, mong rằng lần này sư cầm mic chúng con nghe được rõ. Dạ, con kính nhân mic đến sư ạ. À. Nam mô Bụt Thầy. Nam mô Bụt.
Nam mô Bụt Tha. Dạ, dạ đạo tràng có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Ôi ơi, sư cũng cố gắng hết sức rồi mà sư cầm mic không có được quý vị ơi. Dạ cảm ơn Hoa Sa La. Giờ không biết làm sao đi nữa. Dạ cảm ơn Kim Nhung. Đây, Nhật Quỳnh thấy đạo tràng chạy ra chạy vào nhiều quá nên Nhật Quỳnh cầm mic để chờ đợi sư. Để quý vị tưởng đâu lúc nãy đầu tiên Nhật Quỳnh sợ cái đường nét của Nhật Quỳnh, sợ máy của Nhật Quỳnh. Nhật Quỳnh không dám chắc lên là còn không nghe. Mà thấy quý vị cũng đồng tình nên mới dám chắc. Giờ sư thì vào ra mà cũng không cầm mic được. Nam mô Bụt Tha. Dạ, dạ sư có nghe được âm thanh con không bạch sư? Sư không cầm mic được mà sư có nghe được âm thanh con không? Sư chạy mất tiêu nữa rồi. Dạ, sư Pháp Thanh thì ở Mỹ Tho quý vị. Mà ở trong chứ không phải ở tại Mỹ Tho. Không biết phải không bạch sư? Quý sư có nghe không? Con nhớ vậy mà không có đúng không? Dạ. Dạ bây giờ sư có nghe được âm thanh con không bạch sư? Sư nghe được âm thanh con không? Sư cho con một tín hiệu à. Dạ, đâu giờ sư thử cầm mic lại đi. Dạ con kính nhân mic đến sư mong rằng chư thiên hộ trì cho chúng con được nghe pháp ngày bữa ngày hôm nay. Dạ con kính nhân mic đến sư ạ. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Dạ cảm ơn quý Phật tử. Dạ, dạ nghe thì các cái pháp á nó diễn trình để chúng ta thấy rằng ở thế gian này tất cả các pháp nó đều là vô thường. À, bây giờ thì sư xin trở lại. Rồi quý vị thấy rằng ở những cái đoạn sau đó là Đức Phật giảng, Đức Phật nói lành thay sự bố thí xuất phát từ lòng tin, lành thay sự bố thí với tài sản hợp pháp. Ai là người bố thí với tài sản hợp pháp do nỗ lực tinh tấn, nhờ vậy thu hoạch được. Vị ấy vượt dòng suối thần chết dạ ma giới, sau khi chết được sanh chỗ trú xứ chư thiên. Thì khi mà chúng ta làm những cái thiện sự thì chúng ta phải có một cái niềm tin, mà cái niềm tin này nó phải đi kèm với trí tuệ. Đó. Tức là chúng ta phải biết cái phân biệt mình làm những cái nào nó là hợp pháp, cái những nào là nó không đúng pháp, để mình tránh đi cái cũng bố thí nhưng mà nó không có đem đến cái lợi ích, cái phước báo nó không có to lớn. Còn khi mà chúng ta làm với cái niềm tin chính chắn, chánh tín, làm với trí tuệ thì sẽ đem đến cái lợi ích rất là lớn. Đó. Cái niềm tin thế nào gọi là chánh tín trong cái sự bố thí? Là khi mà chúng ta biết bố thí là để có cái công năng đối trị với cái tầm bỏng sẻn dính mắt, chứ không phải mình bố thí rồi mình gian giái cầu xin thế này thế khác.
Thì cái bố thí mà với cái sự hỗ trợ của cái tâm bất thiện thì nó cũng có cái, có đem đến cái lợi ích, nhưng mà cái phước báo nó rất là nhỏ nhoi à. Tại vì cái chủng tử, cái hạt giống của mình á, nó chưa được tốt à, nó chưa đủ mạnh à. Còn khi mà mình bố thí với cái niềm tin có chánh tín, có sự hiểu biết, có trí tuệ à, mình biết là cái việc mà mình bố thí này nè à, để xả ly à, để đối trị với cái tâm bỏng sẻn à, dính mắc tham chấp, thì như vậy đó cái bố thí nó mới đem đến cái lợi ích lớn. Và chính nhờ cái đó, cái tâm bố thí đó thì nó sẽ dẫn dắt chúng ta à, tiếp tục trên con đường tu tập để hướng đến cái sự giải thoát à. Còn mà mình bố thí mà mình còn mong cầu à, mình còn xin đạt được cái này, đạt được cái kia, là cái đó là nó chưa phải là bố thí với trí tuệ à. Thành ra đó Đức Phật nói là có số đông những người mà họ cũng đi bố thí, nhưng mà cái số đó thì cái phước báo nó không nhiều. Cái người mà mặc dù đời sống của họ cơ cực khó khăn, nhưng mà họ có một cái niềm tin hiểu biết à, họ làm à, cái công việc bố thí mà rất là có phước báo. Không, đâu phải là cho những cái vật mà cao quý mà nó có phước báo nhiều, có phước báo lớn à. Có một lần ngài Ananda đó, ngài đi trên đường, ngài khát nước à, ngài khát nước, ngài mới đi vô cái ngôi nhà bên bên đường, ngài xin uống nước. Nhưng mà cái ngôi nhà này đó là cái người trong dòng hạ tiện, thành ra đó cái cô gái đó cổ ra cổ múc, mà định múc nước giếng lên để giao ngài, nhưng mà cổ sợ à, cổ sợ cổ là dân hạ tiện thì như vậy đó là à, cái nước nó không được trong sạch, cho nên là cổ còn không dám dân à. Thì ngài mới nói là ngài xin nước chứ không có xin gia cấp à. Tại vì thời xưa mà cái thời à, xã hội Ấn Độ đó, họ phân chia giai cấp rất là sâu nặng, cho nên đó là hồi đó đó những cái người nghèo đó, những cái người mà từ thủ Đà La, tức là những cái người mà làm thuê làm mướn, những người chiên Đà La, thì họ sống mà quá cùng khổ rồi ha. Thành ra đó họ không có dám bố thí à, à. Cho nên đó là ngài mới nói là ngài xin nước chứ không có xin gia cấp à. Thì cô ngài nghe ngài nói vậy đó, cái cô này mới múc nước ở dưới giếng đem lên dâng cho ngài đó. Thành ra quý vị thấy ở đây rằng có những cái trường hợp mà những cái người mà họ sống trong cái hoàn cảnh mà bần cùng khó khăn, họ làm phước, nhưng mà họ làm phước với cái niềm tin mạnh mẽ đó, thì cái phước báo nó rất là lớn. Hay là cái câu chuyện mà có một cái anh chàng nông dân, ảnh thường thường hay đi đem cái vật những cái sản vật mà anh ta trồng trọt được đem ra thành phố đi bán. Thì cái thời kỳ này, thời kỳ quá khứ, là lúc đó là không có bậc chánh đẳng chánh giác xuất hiện ở thế gian, mà có ông bá hộ này đó, ông giàu có lắm à. Mỗi tháng là đến cái ngày mà cái ngày giới
tức là ngày 30 đó, là ông ta tổ chức một bữa cơm. À, bữa cơm của ông ta tới 8 đồng tiền vàng. À, rồi ông ta cho gia nhân đi khắp cái kinh thành đó, rao truyền. Hôm nay là cái ông bá hộ đó, ông sẽ ăn một cái bữa cơm với trị giá 8 đồng tiền vàng. Thì ông ta cho làm một cái trại, trang trí rất là nhiều những cái tơ lụa, những gấm vóc quý giá. Rồi cho đầu bếp là hôm đó đi chợ nấu nướng những cái món thượng vị. Ông ta ăn cái bữa cơm đó. Thì bữa đó là cái anh nông dân này anh đi ra ngoài kinh thành bán đồ. Nhưng mà anh nghe vậy đó, anh mới tò mò, anh mới chạy lại anh coi. Thì anh thấy vậy, anh rồi anh nghe cái mùi thơm của các cái loại thức ăn thượng vị mà từ đó tới giờ anh ta chưa có được hưởng. Cho nên là anh ta mới nói với cái người bạn mình á, là lúc đó cái sự tham muốn thèm thuồng nó khởi lên. Cho nên là anh ta quá khát khao mong muốn được thừa hưởng những cái vật thực mà thơm ngon như vậy. Nhưng mà người bạn mới nói trời ơi, bây giờ là làm sao mà anh ăn được. Thì cái anh này mới nói bây giờ ông nói dùng với ông bá hộ nó cho tôi ăn bữa đi, tôi muốn làm gì tôi cũng được hết, chứ không thôi nếu mà tôi không ăn được chắc tôi chết quá. Cho nên cái người bạn thấy vậy mới đến gặp ông bá hộ, nói là bây giờ anh này anh muốn ăn được cái bữa ăn như vậy vậy đó. Thì ông bá hộ nói được rồi, nếu mà muốn ăn một cái bữa ăn mà như vậy đó thì bây giờ nó làm công cho tao 2 năm. Nó làm 2 năm thì nó sẽ được cái bữa ăn y như vậy. Do cái tâm tham mong muốn, cái anh nông dân này anh sẵn sàng, anh chấp nhận là làm công cho ông này 2 năm để ta hưởng được cái đó. Thì khi mà anh ta làm nỗ lực làm trong suốt 2 năm đó, đến cái thời gian mà ông bá hộ ông cũng làm y như vậy, cũng xây một cái, làm một cái trại rồi trang hoàng bằng những cái tơ lụa rất là đẹp, rồi cho đầu bếp đi nấu những cái thức ăn thượng vị vậy đó. Thì đến lúc mà cái anh này mà anh sắp sửa mà anh vào vô ngồi cái bàn để anh ăn đó, thì bỗng nhiên là có một vị Phật độc giác đi đến cái kinh thành này để mà khất thực. Thì anh ta chợt nhận ra là có một cái vị đi đến để tìm vật thực. Cho nên là anh ta mới thay vì anh ta ăn, anh ta suy nghĩ mình nghèo cơ cực là vì hồi đó giờ mình không có làm phước. Bây giờ mình có điều kiện để làm phước và có người nhận, thì bây giờ mình phải đem cái số này ra làm phước. Cho nên là anh ta mới thay ngồi vô bàn ăn thì anh ta đến đảnh lễ và đem cái vật thực đặt bát cho vị Phật độc giác. Thì vị Phật độc giác cũng biết là cái bữa ăn này là anh ta rất là cực khổ mới tạo ra được. Cho nên là lúc đầu ngài chỉ nhận phân nửa thôi, nhưng mà anh ta đảnh lễ ngài, xin hãy nhận hết, nhận trọn cái phần vật thực để cho anh ta có trọn phước báo. Đó, chính nhờ vượt qua cái lòng tham muốn, vượt qua cái lòng tham muốn mà anh ta đã chiến thắng cái tâm bỏng sẻn dính mắc tham chấp của mình. Từ đó mà trong kiếp sống
ông ta tái sanh vào những cái cảnh giới an vui, rồi trong cái kiếp sống cuối cùng thì đã gặp Đức Phật và đã chứng đắc quả vị chánh đẳng chánh gia, chứng đắc quả vị A La Hán, chấm dứt sanh tử luân hồi. Cho nên đó là ở cái đây Đức Phật mới nói là vị ấy vượt dòng suối thần chết dạ ma giới, tức là vượt qua cái dòng sanh tử luân hồi đó. Rồi Đức Phật trong những cái đoạn thì Đức Phật cũng nói, và cuối cùng thì Đức Phật nói là bố thí với lòng tin, cái đoạn thứ 9 á, bố thí với lòng tin được tán thán nhiều mặt, có pháp hơn bố thí, pháp ấy là pháp cứu. Từ xưa, từ xa xưa, người lành, người chân thiện với trí tuệ sáng suốt đạt đến cảnh niết bàn. Thì có những pháp, cái bố thí rồi quý vị nhớ, nó chỉ là một cái đến cái hạnh phúc thôi. Thành ra đó, cái pháp bố thí, nhưng mà không phải là chỉ có cái làm cái công hạnh là bố thí mà sẽ được đoạn trừ tất cả các cái phiền não. Mà bố thí chúng ta phải có hiểu biết, có trí tuệ. Cái bố thí nó chỉ là một cái căn bản, nền tảng để bước tiếp trong cái sự thực hành. Bố thí là gì? Trì giới. Bố thí, trì giới, hai pháp thì nó sẽ nương tựa lẫn nhau. Nếu mà mình bố thí mà không giữ gìn những cái giới hạnh cho được tốt đẹp, thì chúng ta sanh ra là cái người giàu có tài sản, nhưng mà nhiều khi không giữ giới sắc sanh thì yểu thọ, có tài sản mà không hưởng được. Rồi nếu mà chúng ta bố thí mà chúng ta không gìn giữ cái giới mà trộm cắp, thì khi mà có tài sản thì bị sao? Bị chiếm đoạt, cướp bóc, lửa cháy, nước trôi, hoặc là cái người thừa kế nó không có gìn giữ cái tài sản đó mà làm cho tài sản tiêu hoại đi. Đó. Thành ra đó, bố thí thì phải đi kèm với cái gìn giữ các cái học giới cho được tốt đẹp. Rồi bố thí, nhưng mà bố thí mà không có trí tuệ thì cái phước nó cũng kém. Cho nên á, là Đức Phật mới nói sao? Phải suy tư, phải dùng trí tuệ để quán sát, để suy tư cái thiện sự của mình làm, phải đầy đủ, tròn đủ tam tư, trước khi mình làm, trong khi mình làm, sau khi mình làm. Đó, thì như vậy đó thì cái lợi ích nó mới to lớn. Rồi xong mình phải tu tiến, chứ không phải bố thí mình có tài sản mình ở đó mình hưởng hoại, mình không lo mình tu, không lo mở mang trí tuệ, không lo học pháp. Thành ra có pháp hơn bố thí, pháp ấy là pháp cứu. Pháp cứu đây là tượng trưng, nhưng mà chúng ta là phải học pháp, học Phật pháp đó. Pháp cứu ở đây là những cái lời dạy của Đức Phật, chỉ chung tất cả những cái lời dạy Đức Phật ở trong kinh điển, trong kinh tạng, gọi là giáo pháp, để chúng ta mới mở mang được trí tuệ, có sự hiểu biết thì chúng ta mới tiến bộ, và chúng ta phải cải chánh, sửa đổi những cái niềm tin chưa chưa có chín chắn,
của mình đó. Cho nên đó là cho nên là trong cái sự tu tập cũng vậy, nó phải đi từng bước rồi mình với sự trí tuệ mình bố thí thì mình phải biết là làm những cái công hạnh này đem đến cái lợi ích to lớn. Đó là sao? Cứ bằng nô bọc thí hay là bằng hữu thí, cái sự bố thí này nó cho cái quả rất là lớn. Nô bọc thí nè, là mình ăn, mình sử dụng những cái vật không có tốt. Ăn những cái thức vật thực đó là hạ vị, loại thô, nhưng mà mình dâng cúng là cái loại mà thượng vị, loại tốt, loại quý, thì như vậy á, nó sẽ cho cái quả rất là lớn. Còn cái bằng hữu thí á, tức là mình ăn, mình mặc, mình xài những cái vật dụng như thế nào thì mình cho như thế đó, thì cái phước nó cũng có, nhưng mà nó không có bằng cái mình bố thí những cái vật dụng mà tốt đẹp, còn mình xài những cái vật dụng tầm thường thì cái phước nó sẽ đó. Thành ra hả, mình làm cái mình gieo hạt giống nào cái hưởng được hạt giống đó ha. Mình lựa những cái hạt giống mà nó khỏe, nó chắc, nó mạnh thì nó sẽ cho cái quả nhiều. Còn mà mình lựa những cái hạt giống mà nó không có mập, không có mạnh, nó yếu, thì cái cây nó sẽ trổ xanh, cái cây nó èo ọt, thì làm sao mà cho quả nhiều được đó. Thì cái quy luật nó là vậy. Rồi sao chúng ta bố thí nhớ phải đi kèm với cái trí tuệ, với sự hiểu biết, như lời Đức Phật dạy. Chúng ta bố thí là để diệt trừ cái lòng tham, chứ không phải là bố thí rồi cầu mong rồi thế này thế khác, thì cái đó là nó không có đúng. Mà chúng ta bố thí để thực hành cái pháp, cái hạnh xả ly, để diệt trừ cái tâm tham, cái sự bỏng xẻng dính mắc, dính mắc vào cái tài sản, dính mắc vào cuốn xứ. Nếu mà chúng ta xả ly được, bố thí được những cái vật dụng, cái tài sản ở ngoài đó, thì mới dễ dàng xả ly đến được cái thần ngũ quẩn này. Còn những cái vật dụng ngoại thân, nó là của cải, tài sản, vật dụng, mà mình không xả ly, mình không bố thí được, thì đừng nói gì tới mà mình buông bỏ cái thân ngũ quẩn này, mà mình còn dính mắc, mình còn chấp thủ, thì cái điều đó là nó còn trói buộc mình ở trong cái vòng quay sanh tử luân hồi, nó còn trói buộc mình ở trong cái thế gian. Cho nên là Đức Phật nói là chúng ta bố thí, rồi chúng ta phải học kinh, học pháp, phải tu tập, thực hành theo chánh pháp, thì mới đem đến cái sự giải thoát. Khi mà chúng ta thực hành và phát triển trí tuệ với cái sự tâm trí tuệ sáng suốt, thì sẽ đạt cảnh niết bàn, đạt đến cái sự an vui. Chính vì chúng ta tham muốn dính mắc, chúng ta sống trong phiền não thì mới khổ đau. Còn khi mà chúng ta xả ly, rồi chúng ta tu tập để đoạn trừ tất cả những cái phiền não, thì chúng ta sẽ đạt được sự an vui.
An vui ở đây là chỉ cho Niết Bàn, từ thấp lên cao, từ cái sự an vui của phàm nhân, thì giống như là chỉ là những cái giọt nước, những cơn mưa rào. Còn mà an vui của bậc thánh, bậc thánh hữu học, thì giống như là cái dòng suối. Lúc đó là cái an vui nó kéo dài liên tục. Và khi mà đạt đến cái thánh lậu tận thì cái an vui này nó còn cao thượng hơn nữa. Nó đem đến sự chấm dứt cái dòng sanh tử luân hồi. Thì đó, chúng ta hiểu biết để thực hành những cái thập hạnh phúc, bố thí, trì giới, rồi tu tiến, cung kính, phục vụ, rồi thính pháp, thuyết pháp, hồi hướng phước, tỉ phước, cải chánh tri kiến. Đó, những cái phần sự này chúng ta phải làm, chứ không phải là chỉ là bố thí thôi. Có nhiều người đi chùa thì cũng tùy theo căn cơ. Có những người cơ thì họ bị chỉ biết là đến chùa bố thí, vậy là thôi rồi, được rồi. Rồi có những người á thì họ chỉ tới chùa họ công quả. Công quả là một hình thức cũng của sự bố thí. Thay vì người ta có tài sản, người ta đem dâng cúng, thì mình không có tài sản thì mình phụng sự Tam Bảo bằng cái công, là cũng là một cái hạnh trong cái sự tinh tấn phục vụ Tam Bảo. Thành ra đó, tùy theo điều kiện, chứ không phải nhất thiết là mình phải đem, phải có cái gì đó ra mình mới dâng cúng mới gọi là bố thí. Bây giờ mình nghèo khổ, tài sản mình không có, nhưng mà bây giờ là những khi mà làm chánh điện, xây tăng xá vân vân ở chùa, mà mình có điều kiện mình đến, mình phụ hỗ trợ trong cái công cuộc để làm đó, gọi là phục vụ, hay là mình thi công đó, nó cũng là một cái hình thức là bố thí. Rồi những cái người này họ chưa hiểu biết Phật pháp, mình giải thích cho họ thì cái đó cũng là bố thí pháp. Một người họ đang bệnh hoạn, mình chỉ cho họ, mình có điều kiện nhưng mình chỉ, ông thầy thuốc đó, ông bác sĩ đó giỏi lắm, ông trị về cái bệnh này rất là hay, mình chỉ giúp cho người ta, may mắn người ta đi đến, người ta điều trị, ta khỏi bệnh, thì cái đó cũng là một cái bố thí. Chứ chúng ta đừng cũng nghĩ rằng chỉ khi nào chúng ta có một cái vật gì trong tay chúng ta đưa ra gọi là bố thí, mà cái hình thức bố thí nó có nhiều nhiều cách để mà chúng ta thực hành cái sự bố thí đó. Đây đó, chúng ta phải hiểu để chúng ta thực hành trong đời sống. Không phải là đợi tôi học pháp cho thiệt giỏi rồi tôi mới nói pháp, mà bây giờ mình hiểu biết rõ ràng về cái lợi ích của cái sự giữ giới không sát sanh. Không sát sanh thì nó sẽ đem đến cái lợi ích là tránh gây oan trái trong cái đời sống hiện tại. Và những cái người mà không sát sanh thì sẽ có cái tuổi thọ cao, ít bệnh tật ốm đau trong cái những cái kiếp sống tương lai. Mình biết vậy, mình giải thích cho người ta để người ta giữ một cái giới không sát sanh, là cái đó là mình cũng thiếu pháp rồi. Chứ không phải đợi tới chừng nào lên pháp tòa rồi ban bố thời pháp thì cái đó là nói. Nhưng mà trong điều kiện khả năng mình làm được cái gì thì mình cố gắng làm.
để mình thực hành, mình chia sẻ những cái gì mình đang có, từ cái vật chất cho đến những cái tinh thần, cho đến công sức, tất cả đều là cái hạnh xả ly, hạnh bố thí. Từ đó chúng ta thực tập, thực hành những cái pháp cao hơn, nỗ lực tu thiền định, thiền tuệ, rồi chúng ta sửa đổi những cái tư tưởng, những cái điều mà bấy lâu nay chúng ta còn sai lầm, chưa hiểu biết tường tận. Thì như vậy á, thì cái sự tu tập chúng ta mới có sự tiến bộ. Thì ở đây thì do cái đường truyền nó trục trặc, thì cũng có đôi chút trở ngại. Kính mong chư Tôn Đức cũng như tất cả quý vị quan hỷ cho, với cái phước báo mà chia sẻ giảng giải cái bài pháp hôm nay, kính cầu mong chư Tôn Đức Trưởng Lão Pháp Thể quý Tôn Đức và tất cả quý Phật tử có thêm được những cái hiểu, những cái lời dạy Đức Phật đoạn thứ ba này, lành thay. Thì thường thường khi nào mà mình thấy những cái người khác người ta làm những cái việc thiện lành, mình hay nói là sa thú lành thay, thì mình cầu chúc cho người đó có được những cái hiểu biết để tránh xa những cái điều ác, làm những cái việc lành, đó là một cái điều cao quý tốt đẹp. Thì cầu mong tất cả quý vị cũng như theo nghe theo lời Phật dạy, chúng ta nỗ lực học pháp, hành pháp, thực hành tất cả những cái pháp thiền có điều kiện trong đời sống hiện tại, để đem đến một cái nội tâm an vui, sáng suốt, trí tuệ, để hướng đến con đường giải thoát trong ngày vị lai. Cầu mong tất cả quý vị có nhiều sức khỏe, an vui, sớm vượt qua tất cả những chướng ngại khổ não của thế gian, ốm đau bệnh tật, có một cái niềm tin đối với tam bảo và nỗ lực thực hành. Cầu mong tất cả chúng sanh sớm được phúc. Bây giờ thì xin cung thỉnh Thưa Tôn Đức cũng như mời tất cả quý vị cùng nhau thảo luận, chia sẻ thêm những cái kinh nghiệm trong đời sống, để buổi sinh hoạt được tốt đẹp. Giờ thì xin nhường máy. Dạ. Trời ơi, bây giờ sâu cùng Nam Mô Bụt Tha Giá. Dạ, con xin phép sư. Con thấy hình như là sư không bỏ mít xuống được, nên con mặc phép con bỏ bích, không biết phải đúng như vậy không bạch sư. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá. Dạ, sư có nghe được âm thanh con không? Dạ, có phải là như vậy không ạ? Con mặc phép con bỏ bích sư xuống, không biết có đúng ý sư không? Dạ, cảm ơn Kim Nhung. Nhục Quỳnh thấy sư không bỏ bích được. Dạ, phải không sư? Phải sư không bỏ bích được không? Con mặc phép con bỏ bích, không biết có trúng ý sư không. Nếu không trúng ý sư, sư quan hỷ tha lỗi cho con. Dạ, sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Thượng Tọa Pháp Thanh đã từ bi giảng dạy bài học ngày hôm nay, và chúng con được hiểu và hành theo để được sự lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Dạ, một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân sư. Dạ, sư dùng một cách nước ở tỉnh Thất Thiện Hữu bạch sư. Dạ, khi nào sư trở lại sư bị em cho con nghe bạch sư, không biết con bị em cho sư được hay không, nên con chưa có thử, nhưng mà chắc sư bị em cho con
con nghĩ chắc ăn hơn. Dạ. Nam mô Bụt Thầy. Dạ. Dạ, bây giờ thì Nhật Quỳnh kính mời bằng tay quý vị có thể bít lên để thắc mắc gì trời giảng của sư, để hỏi rồi sư dùng nước xong sư sẽ trở lại sư giải thích. Dạ, kính mời đạo tràng ạ. Kim Nhung, Kim Nhung có câu hỏi đầu tiên không hay là cô? Dạ, mời Kim Nhung nha. Dạ, con kính lễ anh Đức Phật, con kính lễ anh Đức Pháp, con kính lễ anh Đức Tăng, con kính lễ ngài Pháp Thanh, con kính lễ ngài Trí Đức. Dạ, con có một điều thắc mắc nho nhỏ như thế này ạ. Hồi nãy sư có giảng á là bố thí để xả ly thì đem lại lợi ích lớn, thì nó khác với bố thí để mong cầu. Vậy thì cái khi mà mình bố thí để mong cầu á, thì con hiểu cái lúc đó cái tâm mình là mong điều này cầu điều nọ, nhưng mà bố thí để xả ly thì con chưa hiểu biết, chưa rõ là lúc đó cái tâm mình á, nó như thế nào. Để xả ly có nghĩa là mình không mong cầu gì hết, mình cứ bố thí là bố thí. Như vậy thì có phải là nó là mình không có tác ý gì hết? Thì con muốn hiểu ở chỗ này á, là lúc mà bố thí để xả ly á, thì cái tác ý của tâm mình lúc đó như thế nào ạ? Dạ, con kính sư hoan hỷ giải thích cho con rõ ở điểm này ạ. Dạ, con kính tri ân sư. Dạ, con xin xuống mic. Dạ, con xin cảm ơn chị Nhật Quỳnh đã bớt bài ạ. Dạ, xin cảm ơn. Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sằng Thầy giá. Tức là chúng ta có sự xem xét, phản tỉnh với cái tác ý của mình, coi là tại sao mà mình bố thí, mình bố thí với cái mục đích gì. Có nhiều khi á, chúng ta làm nhưng mà phía sau nó là phiền não thúc đẩy. Tại vì tôi muốn được cái này, tôi muốn được cái kia, tôi làm cái công việc này. Thì khi mà chúng ta làm những cái việc đó đó là gọi là sự thúc đẩy của phiền não, tức là còn dính mắc. Đêm nãy chuối lại tôi cúng cầu khấn giáng sinh cho con tôi nó thi đậu, cho ông chồng tôi có việc làm, cho trong gia đình tôi an vui hạnh phúc, làm mua mai bán đắt thế này thế kia. Thành ra cái đó là cái gì? Là bất thiện. Tại vì mình còn mong cầu, mình muốn đổi chát, đem có nải chuối, muốn trúng số, rồi muốn con thi đậu, muốn gia đình nó là ấy thế này thế khác, thấy không? Thành ra đó, cái đó là những cái chủng tử nó chưa có được tốt đẹp. Còn giờ mình thấy người đó họ đang khổ đau, họ đang bệnh hoạn hành hạ đau đớn gì đó, mình giúp cho họ viên thuốc, không có mong cầu nữa, chỉ cần cho họ viên thuốc để họ vượt qua cái khổ đau bệnh tật thôi, rồi vậy thôi. Đó. Thì cái này là nó khác hơn chút. Rồi khi mà mình học, mình hiểu biết rồi đó, thì mình biết rằng á, làm cái việc bố thí này nè, để diệt trừ cái lòng tham, bỏng sẻn, dính mắc tham chấp ở trong nội mình. Bố thí là cái nhân lành để thực hành các cái thiện sự. Thì khi mà chúng ta biết vậy đó, nó cũng là cái sự hiểu biết, cái trí tuệ. Thì như vậy cái bố thí này đó mới gọi là cái xả ly. Tại vì mình không có mong cầu gì hết, nhưng mà nó phải đầy đủ. Chứ không phải xả ly là kể kiểu buông bỏ hời hợt, kể
nó được làm sao được. Không phải vậy. Cái xả ly ở đây là mình xả ly cái tác ý mà mình cầu mong dính mắc bất thiện đó, mình xả bỏ cái bất thiện. Nhưng mà mình cũng vẫn phải có trí tuệ trước khi làm, mình suy tính cho nó đàng hoàng, vật dụng như thế nào, rồi giờ giấc như thế nào cho nó phù hợp, rồi khi mình làm thì mình có sự hoan hỷ, biết đây là một cái thiện sự, một cái nhân lành sẽ đem đến những cái quả tốt đẹp, và chúng ta làm để diệt trừ cái sự tham muốn dính mắc bỏng sẻn trong cái nội tâm của mình. Rồi sau khi mình làm mình hoan hỷ với cái thiện sự đó, đó thì khi mình làm với cái tâm buông xả, xả ở đây là mình không còn dính mắc với cái bất thiện, không có mong cầu gian giái cầu khấn gian sinh thế này thế khác, đó là gọi là xả ly. Và mình buông bỏ đây là mình buông bỏ cái dính mắc, cái tham chấp, cái bất thiện ở trong nội tâm mình. Từ những cái mỗi lần mình xả, mình buông bỏ được một chút thì mình sẽ an vui được một chút, đúng không? Còn mình bố thí mà mình còn mong cầu gian giái cầu khấn gian sinh đưa vào không được thì sao? Mình cầu khấn hoài không được. Trời ơi, tháng nào tôi cũng đi chùa, tôi cũng sám hối cầu khấn gian sinh mà sao mà tôi không có được như ý. Những cái điều mà không mong muốn cứ hiện này, từ đó đâm ra mình chán nản, mình bỏ dở cái sự thực hành cái thiện pháp. Còn biết đó là cái pháp của thế gian, do quá khứ mình đã tạo thì bây giờ cái nhân nó tới, bây giờ mình chấp nhận. Nhưng mà bây giờ cái chuyện của mày chứ mấy cái mày làm, còn cái chuyện của tao bây giờ là tao ráng, tao cố gắng tạo những cái điều thiện, không mong cầu gì hết. Thành ra thì mình sẽ có sự an vui, mình chấp nhận với định luật nhân quả, mình chấp nhận với những gì nó đến, và mình cũng cố gắng nỗ lực để mình thực hành những cái pháp thiện, để mình có sự an vui trong hiện tại. Thì khi mà chúng ta buông bỏ, chúng ta không còn cầu khấn gian sinh thì chúng ta sẽ được an vui. Còn cầu khấn gian sinh quản được thì uất ức giận hờn bực bội khó chịu, phải không? Thành ra xả bỏ, xả ly ở đây là xả ly cái sự mà mong cầu gian giái cầu khấn gian sinh. Tại vì đâu phải ai cũng gian sinh mà có. Nếu mà ai cũng gian sinh cầu khấn gian sinh mà được trúng số thì ai cũng trúng hết thì đâu có ai khổ, không? Đang hết bệnh bây giờ đi chùa cầu khấn gian sinh cho hết bệnh, mà nếu mà hết bệnh liền thì chắc ai cũng đi chùa hết đó. Thành ra đó, chúng ta biết chỉ có chúng ta tạo phước, rồi nhờ cái phước này đó có đôi lúc nó che án, nó giảm thiểu chứ còn cái nhân xấu mình đã gieo bây giờ quả nó trổ thì không có làm sao mà ngăn được hết. Thành ra mình biết vậy, ta chấp nhận thì chúng ta sẽ có được sự an vui. Mình biết cái phước mình nó kém, bây giờ mình sống tri túc kệ có gì dùng nấy, không có mong cầu gì hết, thì mình sẽ an ổn, mình bớt khổ đau, mình có nội tâm quân bình, trí tuệ sáng suốt thì mới có sự nỗ lực học tập, mới tiến bộ. Thành ra cái hạnh xả ly ở đây nói là để xả ly những cái dính mắc tham chấp, mà cầu khấn gian sinh là còn ở trong cái bất thiện, xả bỏ những cái đó để chúng ta
làm với trí tuệ, làm với cái sự hiểu biết nhân quả, làm để đạt đến cái sự an vui trong nội tâm. Đó là hai cái còn thí dụ như cái mình làm mà cách mà thờ ơ kể có người ta xin mình cho thế thôi. Mình làm mình không có trí tuệ, không hiểu biết cũng ấy, thì cái đó là không phải, chưa phải là xả ly. Thì xin giải đáp với thắc mắc của Hồng Thị Kim Nhung, và chúc nhiều sức khỏe an vui. Nam mô Bố Thầy á. Nam mô Bố Thầy giá, nam mô Thầm Thầy giá, nam mô Sằng Khai giá. Dạ, cảm ơn cô Nhật Quỳnh cho biết đã nghe được âm thanh rõ. Dạ, cảm ơn Thiện Vũ. Dạ, trước hết con kính lễ Ngài Trí Đức, kính lễ Ngài Pháp Thanh. Con kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Dạ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con kính cảm ơn Ngài Pháp Thanh. Ngài Pháp Thanh hôm nay đã giảng kinh Tương Ưng, cái bài thứ ba trong phẩm quần tiên, đó là lành thai. Và con cũng đã hiểu được những lời giảng giải của sư. Con cũng có một cái ý nhỏ con thỉnh sư giảng dạy cho con. Và con cũng biết là bố thí với cái lòng tin, bố thí học trí có tác ý đầy đủ ba thời, với cái tài sản mà làm ra hợp pháp, thì cái việc bố thí này có nhiều phước báo như Ngài đã nói. Nhưng mà con có một cái ý nhỏ là như Ngài nói là không nên mong cầu gì hết. Nếu mà mong cầu thì đó là bất thiện, thì con cũng hiểu. Nhưng cái việc bố thí của con thí dụ là con bố thí thì con biết rằng có phước, thì cái phước đó con không có mong cầu là được này được kia hay là cái gì hết. Con chỉ có được cái phước đó rồi con hồi hướng cho thân bằng quyến thuộc của con đã quá vãng để cầu mong cho những vị đã quá vãng rồi đó. Thí dụ như là cha mẹ, ông bà, tổ tiên gì đó, thì được sanh về cảnh giới an lạc. Hoặc là con chia phước, cái phước này đến cho người thân của con. Con chia phước thôi, chứ con cũng không mong cầu gì khác nữa. Thì có được hay không? Dạ, xin Ngài giảng dạy cho con. Nam mô Bố Thầy giá, nam mô Thầm Ma giá, nam mô Sằng Khai giá. Chúng ta ở đây chúng ta đừng có dính mắc vô cái từ ngữ, cái từ ngữ của thế gian. Thì cái sự mà thực hành cái thập hạnh phúc á, thì trong đó nó có hồi hướng phước, hồi hướng để mình hồi hướng đến tất cả các chúng sanh, những chúng sanh là phi nhân, các thân bằng quyến thuộc nhiều đời nhiều kiếp, thì mình cũng không cầu mong nữa, mình hồi hướng vậy đó. Chứ giờ chúng sanh nào hữu duyên thì ta sẽ nhận được, không? Còn nếu mà bây giờ mình có cầu mong, bây giờ những thân bằng quyến thuộc mà những người mà họ có phước rồi, họ tái sanh về cảnh giới an vui,
họ là sanh làm chư thiên rồi thì họ đâu cần nữa, thấy không? Rồi nếu mà những chúng sanh mà không có phước mà rơi vào khổ cảnh như ở dưới cảnh giới địa ngục thì mình không thể nào mình cầu mong cho người đó nhận được phước hết, hay là hoặc là những chúng sanh mà tục sanh vô làm cái loài mà bàn sanh súc sanh thì cũng không nhận được. Chỉ có những chúng sanh là phi nhân, là ngạ quỷ, thì họ mới có cơ may họ nhận được đó, chứ không phải. Thành ra đó chúng ta cũng hồi hướng phước để thân bằng hướng thuộc ông bà cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp, những người nào mà họ hữu duyên họ có thể nhận được thì họ nhận, vậy thôi. Để mình cái đó là cũng tập cái hạnh xả ly đó. Chúng ta không phải chỉ hướng đến cái thân bằng quyến thuộc của mình không, mà tất cả chúng sanh. Tại vì từ vô lượng kiếp đến giờ thì thân bằng quyến thuộc mà nhiều đời nhiều kiếp của mình nó nhiều dữ lắm. Chứ không phải mà một cái kiếp hiện tại này thôi. Để những chúng sanh nào họ nhận được họ nhận vậy đó. Mình không phải là mình chỉ hồi hướng cho thân bằng quyến thuộc tôi thôi à, còn mấy người khác là không có nhận à, thấy không? Thành ra đó mình cũng còn cái sự chấp thủ những cái thân bằng quyến thuộc của tôi nó còn hạn hẹp, hay là chúng ta rải tâm từ thì lúc đầu chúng ta tập hướng đến những người thân của mình trong gia đình, là cha là mẹ, anh chị em, chồng ở con cái gì đó, rồi tới bạn bè, rồi hướng đến những cái người mà không quen cũng không thân, rồi hướng đến những cái người mà họ có quan trái với mình, hướng đến tất cả chúng sanh. Thì như vậy đó, mình tập cái hạnh xả ly lần lần, khi mình hướng đến những cái người thân của mình đó, là mình còn hạn lượng, mình còn cái sự so sánh, còn phân chia. Còn bây giờ mình hướng đến những người mà rộng hơn, xa hơn, thì tức là chúng ta xả ly cái sự chấp thủ, cái tâm mà còn dính mắc đến thân bằng quyến thuộc còn kia nọ đó. Thành ra mình cứ tập đi từng bước lần lần vậy đó. Thành ra cứ tập từng bước. Đầu tiên mình còn cầu mong, nhưng mà sau này mình cầu mong và mình hồi hướng phước vậy đó, là tất cả những chúng sanh hữu duyên thì người ta sẽ nhận được. Còn bây giờ mình còn mong cầu cho thân bằng quyến thuộc của mình mới nhận được thì chưa chắc. Họ đi tái sanh những cái cảnh giới mà điều kiện tốt đẹp hơn, hay là những cái trong cái hoàn cảnh, cái điều kiện mà họ không thể nhận, thì giờ mình có mong cầu họ cũng nhận được. Ra chúng ta biết chúng ta làm vậy, nhưng mà tại vì trong cái tâm của mình nó quen rồi, hồi đó giờ quen rồi, cứ hở là cầu mong cho tôi, cầu mong bằng quyến thuộc của tôi. Thành ra bây giờ mình tập giảm bớt mong cầu, mà giảm bớt mong cầu thì sẽ bớt khổ, mà không còn mong cầu thì sẽ không còn khổ. Thế thôi, nó cũng dễ thực hành lắm.
không có gì hết. À, hả, mình còn mong cầu là còn khổ, còn cầu cho tôi thì còn khổ, còn cầu cho thân bằng quyến thuộc tôi thì còn khổ. À, còn mà không cầu cho tôi, không cầu cho thân quyến thuộc tôi gì hết thì sẽ không có khổ. À, à. Chúc cô Meta nhiều sức khỏe, an vui ha. Dạ. Cầu mong tất cả quý vị đó nhiều sức khỏe, an vui trong mùa Bửu Thìn á. Dạ, con kính tri ân sư. Dạ, con hiểu được những lời dẫn dạy của sư rồi. Nhưng mà bây giờ con hỏi thêm sư một câu nữa là khi con bố thí thì con biết rằng con được cái phước, thì như sư nói là con không có hồi hướng riêng cho thân bằng quyến thuộc con gì hết. Dạ, không biết đạo tràng có nghe được âm thanh của con không nữa. Dạ, cái máy con nó cũng lôi thôi lắm. Dạ, cảm ơn cô Nhật Quỳnh. Dạ, như sư nói thì bây giờ con không hồi hướng riêng ai hết, mà con chỉ hồi hướng cho tất cả chúng sanh, nguyện cầu cho tất cả những chúng sanh đã quá giảng được về sanh lên, được sanh về cảnh giới an lạc, an vui. Rồi một mặt nữa thì con nói là phước báo mà con đã trong sạch làm đây hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm. Có nghĩa là con tạo thêm cái ba la mật của con thì như vậy có được không ngài? Dạ, xin ngài Pháp Thanh trả lời cho con ạ. Thì khi mà chúng ta làm đó thì chúng ta phải biết bây giờ chúng ta làm chắc chắn là mình có gieo nhân thì chắc chắn thì nó sẽ cho quả. À, còn cái vấn đề mà mình nguyện đây là tại gì nguyện? Tại vì mình phải có cái chí nguyện mạnh mẽ. À, Đức Phật có nói sao? Khi mà cái chí nguyện của mình á, nó sẽ dẫn dắt mình. À, mình muốn một cái gì đó. À, ở đây là chúng ta muốn cái sự tu tập, muốn đi đến cái sự giải thoát. À, cho nên á, là có đôi lúc nếu mà chúng ta chưa đạt đến thì chúng ta phải cái chí nguyện phải mạnh mẽ để hướng đến. À, giống như cái vị mà hành giả mà khi mà niệm trên đối tượng, cái tâm phải hướng đến đối tượng, hướng đến thật mạnh mẽ chứ không thôi là ngồi nó sao lãng, nó chạy đi chơi. Cho nên á, là lúc đầu chúng ta phải hướng cái tâm của mình đi theo một cái con đường thiện pháp mạnh mẽ. À, cái chí nguyện để chúng ta diệt trừ những cái ô nhiễm ngủ ngầm, tức là những cái pháp mà tiềm miên, những cái phiền não, những cái triền cái nó ẩn tàng ở trong cái tâm của chúng ta. Cho nên á, là có những chúng sanh mà ngay cả chính bản thân chúng ta cũng vậy, tại sao còn trôi lăn trong dòng sanh tử luân hồi? Tại cái chí nguyện mình chưa có mạnh. Mình cũng có làm thiện đó, cũng có học pháp đó, cũng có tu đó. Nhưng mà sao? Tới chừng mà mình hưởng được cái sự an lạc tốt đẹp, cái mình quên. À, quên. Không có lo tu tiếp nữa. Thôi, bây giờ khỏe rồi, bữa nay hôm nay hổm rài bệnh quá, uống thuốc bữa nay khỏe rồi, thôi ngưng, không uống thuốc nữa.
Cái bắt đầu sao? Vài bữa bắt đầu cái bệnh trở lên nữa, khổ nữa. Đó, cho nên á là bây giờ ông thầy thuốc ông dặn uống phải 20 thang, thì phải ráng uống 20 thang thôi mới hết hẳn bệnh, chứ đừng uống mới 5 thang 7 thang trời ngán quá, thôi nay nó hết bệnh, nay nó khỏe thôi ngưng không uống nữa. Đó, thành ra đó, rồi cái khỏe được 5-3 bữa, 5-10 bữa nó bắt đầu cái đầu nó cái bệnh nó bộc phát, nó hoành hành khổ đau nữa thì mới chịu uống thuốc nữa. Đó, thành ra bây giờ mình phải hiểu rồi, nguyên là phải ráng uống thuốc, uống thuốc tới chừng nào hết bệnh mới thôi. Để mình cái sự thực hành của mình cho nó cái Atthiddhana, cái quyết định độ của mình cho nó mạnh lên. Đó, thành ra đó, trong những cái pháp thiện mình làm thì mình khỏi cầu mong, nhưng mà cái tu tập, không? Bây giờ đó là mỗi ngày cái tóc tôi thì hay ngủ nướng. Bây giờ tôi nguyện mỗi ngày tôi để đồng hồ reo 2 giờ là tôi phải dậy. Đó, thì khi mà mình có cái nguyện lực mà mạnh mẽ vậy đó, nó mới vượt qua được cái phiền não, là cái tâm mà cái bằng giải đãi dễ vui, cái tâm ngủ nướng. Nó còn mà không nguyện á, thôi mà kệ nó, nay trời lạnh quá, ngủ thêm chút nữa đi, ngặn quá làm mệt quá, đồng hồ ráng mà thôi kệ, ngủ chút nữa đi. Thành ra đó là cái nguyện của mình á, để vượt qua những cái ngủ ngầm, những cái lậu hoặc phiền não truyền cái dễ vui nó tiềm ẩn, là nó nhảy ra để mà nó lôi kéo, nó cản trở. Đó, thành ra hồi nãy ở trong cái đoạn kinh mà Đức Phật nói đánh lộn ngài thích nhau dịch cái danh từ là đánh lộn đó. Anh ra có nhiều người mà đọc tới cái độ nó sụp kỳ vậy. Nó có sự đánh lộn, tức là nó việc giằng co giữa cái thiện và cái bất thiện, giữa cái trí tuệ tinh tấn và cái giải đãi dễ vui. Mà nếu mà chúng ta không có cái nguyện lực cái thiết tha ná, cái nguyện lực mà cho mạnh á, thì sao? Thì cái thằng bất thiện nó sẽ bị lôi cuốn mình. Đó. Còn nếu mà chúng ta cái nguyện lực mình thiệt là mạnh thì mình sẽ phải vượt qua nó, mình chiến thắng nó. Đó, thành ra đó Đức Phật nói là chiến thắng vạn quân thù là thường sự, mà chiến thắng được lòng mình mới vinh dự biết bao. Ở đây chúng ta chiến thắng được cái dễ vui, cái phiền não, cái những cái triền cái, những cái pháp chướng ngại nó lôi cuốn, nó ngăn che cái con đường mà mình thực hành, là mình phải có cái nguyện lực thật mạnh là chỗ đó. Còn cái khi mà chúng ta làm thì chắc chắn thì nó sẽ đem đến cái lợi ích, thấy không? Bây giờ mình học thủ chướng, bây giờ mình khỏi nguyện chứ, ráng mình học thuộc cái phần chính, cái bản của chương nhân đi, thì mình sẽ làm được tốt nhân, không? Còn giờ mình học không có cố gắng lời kể cái nọ, thì bây giờ mình có nguyện mấy đi nữa thì nó cũng không có thuộc. Ra đó, nguyện cho tôi mỗi ngày tôi ráng cố gắng, tôi nỗ lực, tôi học cho thuộc một bản. 2-1-2-2-2-4 gì đó, rồi mỗi ngày ráng thuộc một cái thôi, thì 9 ngày mình sẽ thuộc được cái 9 cái đó. Nguyện là nguyện cho mình có cái sự nỗ lực tinh tấn trí tuệ để mình vượt qua cái giải đãi dễ vui. Còn cái chuyện mà khi mà mình
mình ráng mình nô cố gắng mình nỗ lực mình học thì nó sẽ thuộc à, khỏi nguyện thuộc. Thành ra mình phải hiểu, hiểu là như vậy à, cái vấn đề mà mình làm thì nó sẽ đem đến lợi ích, gieo nhân thì chắc chắn nó sẽ đưa đến quả. Nhưng mà mình nguyện để mình có sự nỗ lực tinh tấn, mình làm được những cái thiện sự này với cái chí nguyện mạnh mẽ à, với trí tuệ hiểu biết đầy đủ à, với cái niềm tin chín chắn, thì làm như vậy thì nó sẽ đem đến cái lợi ích, và lần hồi thì nó sẽ diệt trừ được cái phiền não à. Dạ, cầu chúc cô mấy ta nhiều sức khỏe an vui. Nam mô Bố Thầy á. Dạ con kính cảm ơn sư. Dạ con xin trả máy lại cho đạo tràng. Chị em đạo hữu thì vào đạo tràng. Dạ mời bằng tay xích kim à. Con xin kính chào sư Chí Đức, sư Pháp Thanh, sư nữ và quý vị Phật tử. Con có hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất trong cái bài này ở cái đoạn cuối cùng, ở đoạn số 9, bố thí với lòng tin được tháng tháng nhiều mặt, có pháp hơn bố thí, pháp ấy là pháp cú. Con thấy pháp cú cái trong cái kinh mà tiếng Pali á, thì con biết cái pháp cú là Dhammapada Sutta, thì nhưng mà trong cái trong bản của tương kinh này thì nó là Vidhamma. Thì con nghĩ rằng nếu mà cái chữ pháp cú này, con nghĩ rằng là pháp tối thắng, pháp thắng, có đúng không sư? Ừ. Tại vì giảng pháp, nói pháp, thuyết pháp đó, là pháp nó tối thượng, nó tối thắng hơn việc bố thí nhiều, theo con hiểu đó. Chứ con có câu hỏi thứ hai, trở ngược về cái phẩm bốn bánh xe đó. Thì khi mà con coi, con nghe lại đó, thì con thấy có thể là sư giảng lộn đó. Tại bốn bánh xe thì nếu mà theo sư giảng đó, là có bốn cái điều kiện là thứ nhất cư trú nơi thích hợp, thứ hai thân cận bậc hiền triết, thứ ba tự mình tự lập ra cái lập trường chân chính của mình, cái thứ năm đã làm những bố thí, những thưởng thiện phước đã làm trong quá khứ rồi. Thì con thấy cái bốn bánh xe này nếu mà trong cái tương ưng kinh đó, thì nó là tứ đại quay nghi, tức là đi đứng nằm ngồi, và chính cửa trong đó tiếng Pali là Dhara. Thì con thấy trong chú giải nói chính cửa này là chính cái cửa khấu trong người mình, tức là hai cái lỗ mũi, hai cái lỗ tai là bốn, hai lỗ mũi, hai con mắt là sáu, cái miệng là bảy, cái cửa đi tiểu, cái cửa đi đái, đi tiểu đó, thì là tất cả là chính, đó là trong tương ưng kinh. Nhưng mà trong cái ăn thức ca gá đó, tức là tăng chi bộ kinh đó, thì cái sư giải thích bốn bánh xe theo của sư nói đó, cư trú nơi thích hợp, thân cận bậc hiền triết, tự lập trường chân chính, đã tự làm đầy đủ các pháp thiện phước đó, thì nó trong tăng chi bộ kinh à. Còn mà sư nói là chính cửa, tức là bốn tầng thiền, bốn thiền sắc giới, bốn tầng thiền vô sắc giới và thiền diệt, tức là diệt thọ tưởng định, thì con thấy nó hơi lộn qua. Thay vì tăng chi bộ kinh, thư để qua tương bộ kinh, con không biết như vậy có cái gì sai không. Con xin sám hối trước và con xin trả máy lại cho sư, xin nhờ sư giải thích ạ. Nam mô Bố Thầy Giá, Nam mô Thầm Ma Giá, Nam mô Sang Gia Giá, kính lĩnh lễ chư tùng đức trưởng lão. À, kính chào quý tu nữ và tất cả quý Phật tử. Thì ở đây đó thì quý vị biết rằng đó,
trong cái chú giải thì mỗi người sẽ đưa ra theo cái nhận định của mình. Thì mỗi vị sẽ đưa ra theo một cách, tức là cái ngữ cảnh trong cái giai đoạn đó. Còn cái sự giảng này đó thì sư dựa trên cái kho tàng pháp bảo. Thì bốn cái pháp đó gọi là bốn pháp luân xa, hay là bốn bánh xe. Chính nhờ bốn pháp này đó thì nó sẽ đưa cho cái người mà thực hành á tiến bộ hơn, đi xa hơn. Đó là cư trú nơi thích hợp, gần bậc chân nhân, rồi tự lập trường chân chánh. Tức là chúng ta học xong chúng ta phải cải chánh cái tri kiến mình theo cái con đường đúng đắn. Rồi đã từng làm thiện phước, tức là chúng ta chấp nhận tri túc với những cái phước của mình có trong hiện tại, và mình nỗ lực mình tạo thêm nhiều cái thiện sự trong đời sống hướng đến tương lai. Rồi chính nữa kia thì một vị hành giả đó muốn nhập, giống như mình muốn đi vô sơ thiền, và khi mà mình muốn nhập vô nhị thiền đó, mình phải xả, tức là giống như cái cửa đi vô đi ra. Mình đi vô sơ thiền rồi mình xả bỏ, giống như mình ra rồi mình mới vô cái cửa nhị thiền. Rồi muốn lên tam thiền thì mới xả cái nhị thiền lên tam thiền. Cho nên là lấy bốn cái chi thiền sắc giới và bốn cái chi thiền vô sắc là 8, và đạt đến niết bàn nó là 9. Đó thì ở đây thì sư cũng không có dám mà giả theo cái tự ý của mình. Đại sư cũng phải dựa vào các bậc trưởng lão, theo cái lời dạy của Đức Phật, rồi cũng dựa vào cái chú giải của các vị trưởng lão, cũng như là kinh tạng, kho tàng pháp học cái nọ, thì mới căn cứ nào đó sư giảng. Còn những vị khác thì có đôi lúc theo tùy theo với ngữ cảnh, tùy theo thì có thể là giảng nó khác. Thành ra đó, ở đây chúng ta phải hiểu như vậy. Ở đây thì cái đó mình hiểu biết để mình rộng hết. Còn giờ thì sư căn cứ trên cái căn bản về Phật pháp, dựa theo trong phần chú giải, dựa theo những cái kinh điển của các bậc trưởng lão đã biên soạn ra trong kho tàng pháp học kia nọ, để mình dựa đó để mà mình giảng ra thôi. Chứ sư cũng rất là cẩn trọng, không có dám mà tự ý giảng theo cái tri kiến của mình đâu không. Còn cái pháp cú mà trong cái đoạn kinh này đó, Đức Phật đề cập đó, chúng ta phải như hồi nãy sư nói đó, chúng ta phải hiểu rộng hơn. Nó là pháp đó, chứ không phải là chỉ là pháp cú Tham Má Ba Đá không. Đường truyền có lúc nó hơi trở ngại thì quý vị cũng quan hệ thông cảm. Thì pháp cú ở đây quý vị thấy rằng khi quý vị học pháp cú, ở trong đó nó cũng có rất là đầy đủ, giới định tuệ ở trong đó cũng có, không? Rồi pháp học, pháp hành cũng có trong đó. Thành ra đó, chúng ta phải hiểu cái chữ pháp ở đây đó là nó bao hàm là cả cái giáo pháp, chứ không phải là chỉ là pháp cú không. Quý vị nhớ luôn luôn nè, trong kinh có pháp, trong luật thì cũng có pháp. Thành ra cái chữ pháp nó rộng lớn, nó bao hàm ở tất cả.
À, nhưng mà phân chia ra giới là nói về cái những cái điều học cần phải gìn giữ. À, điều nào cần phải gìn giữ, điều nào tránh xa. À, rồi kinh, à, thì những cái phương pháp, những cái lời dạy của Đức Phật đã được các bậc trưởng lão kết tập, à, thành kinh, luật, luận. À, nhưng mà cái chữ pháp là nó bao gồm hết cả cả trong đó. À, cho nên là chúng ta phải hiểu như vậy đó. À, chứ nó không có phải là chỉ là thăm má ba đá không. À, pháp ở đây là nó rộng lớn, bao hàm hết tất cả. À, kinh, luật, luận, hay là cả giới, định và tuệ. À, thì trong đó nó đầy đủ tứ diệu đế trong đó. À, chúng ta phải hiểu rộng nó là như vậy. À, chúc cô Kim nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, con xin cảm ơn sư. Nhưng mà nếu mà sư giảng qua mấy chỗ là lần trước sư nói là chính cửa đó, bốn tầng thiền vô sắc giới, bốn tầng thiền sắc giới và tầng thiền diệt, thì con nghĩ rằng cái đó là về cũng còn pháp tục đế thôi. Tại vô mà cảnh thiền á, thì cho dù lên tới cảnh thiền mà cao nhất là phi phi tưởng xứ, thì nó vẫn còn luân hồi, đâu có giải thoát được. Mà Đức Phật không có tán thán vô trong những cảnh thiền như vậy, tại vì nó chỉ kéo dài luân hồi thôi. Thì con nghĩ nếu mà sư nói về chính cửa đó, sư nói là bốn đạo, bốn quả và niết bàn, thì con nghĩ rằng nó hợp lý hơn. Với lại mà khi sư nói cái tầng thiền, cái cửa thứ chín đó là thiền diệt, tức là diệt thọ tưởng định, diệt thọ tưởng định hay gọi là thiền diệt Nirodha Chana, thì con nghĩ rằng á, đối với thiền diệt á, thì chỉ có hai bậc mới nhập thiền diệt được, đó là bậc Arahant và bậc A-la-hán. Và hai bậc này với điều kiện họ là họ vô dòng thánh rồi, và với lại họ thường phục trong các tám cái bậc thiền kia, bốn tầng thiền sắc giới và bốn tầng thiền vô sắc giới, thì họ nhập thiền diệt rất dễ dàng với điều kiện là họ là tam đạo quả và tứ đạo tứ quả. Thì sư nói thì cái đó cũng hơi con nghĩ rằng con cũng hơi lấn cấn trong vụ này. Vậy nếu mà tu thiền thì đâu có nhập niết bàn được đâu, rất khó. Phải có gì thiền về vipassana đó, thì về cái đối tượng của nó là danh sắc, chứ không phải đối tượng của nó là tục đế. Thì con nghĩ rằng cái hơi con hơi suy nghĩ mấy tuần lễ này mà con không dám hỏi sư, tại vì con thấy giữa mà những bản dịch mà cũng là trong chánh tạng thì con không biết cái nào, mà trong con thấy cái chữ mà Pali á, thì con thấy nó là Dara, cái cửa mà sư nói cửa chính thiền, mình cho nói là chính cửa thiền như vậy đó. Thì con từ thiền sắc giới vô sắc giới mà nhập đến niết bàn rất là khó, bởi vì phải bốn đạo bốn quả đó thì mới nhập niết bàn được, với sư à. Con cũng không có thông suốt về chuyện này, con cũng hơi suy nghĩ hoài. Nhưng mà sau trước sau gì con cũng cảm ơn sư đã giải thích như vậy. Dạ, con chúc sư nhiều sức khỏe à. Dạ, ăn vui. Nam mô Bụt Tha Giá. Nam mô Tham Giá. Nam mô Sằng Tha Giá. Chúng ta học cũng là phải để ý. Một vị hành giả thực hành cái thiền định á, quý vị nhớ rằng mỗi chi thiền thì nó có cái phương pháp để đối trị với phiền não. À, nhưng mà đó, cái này nó chỉ là đá đè cỏ đó. Khi nào mà cái vị đó còn nhập ở trong cái chi thiền đó thì cái phiền não đó nó được đè nén. À, nhưng mà cái vị này mà khi mà xả thiền đó thì nó cũng phiền não nó sẽ sanh khởi trở lại.
À, thành ra đó, cái sự an vui, cái an lạc của cái thiền định á, nó là tạm thời. À, tạm thời lúc đó nó áp chế, nó đè nén được cái phiền não. Đó. Chỉ khi nào mà đạt đến đạo quả, à, chúng ta phải hiểu như vậy đó. Khi nào đạt đến đạo quả thì chính đạo quả nó mới có khả năng sát tuyệt cái phiền não theo từng bậc. À, còn nhập vào các cái tầng thiền thì nó tạm thời đè nén, áp chế cái phiền não mà thôi. Còn cái gì mà thánh sơ đạo sơ quả đó, diệt được ba cái thân kiến hoài nghi giới cấm thủ, thì khi mà cái vị này đó đạt đến cái sơ đạo sơ quả rồi thì ba cái hạ phần kiết sử này nó sát tuyệt và không bao giờ nó còn sanh khởi trở lại. Còn cái thiền á thì tạm thời nó đè nén phiền não, nhưng mà xả thiền ra rồi là cái phiền não nó vẫn sanh khởi trở lại. Thành ra chúng ta học chúng ta phải biết công năng của từng cái. Cho nên từ đó mà Đức Phật mới khuyên là chúng ta hãy thực thiền tuệ. Chính thiền tuệ nó mới đưa đến đạo quả. Còn cái thiền định á, là nó chỉ đè nén tạm thời, à, chúng ta có được sự an vui. Nhưng mà đó, từng tùy theo căn cơ trình độ của mỗi vị, à, có nhiều vị sơ tớ vô thực hành thiền tuệ chưa được, thì bây giờ mình phải hành thiền định để có sự an lạc cái đã. À, bây giờ mình muốn làm cái nhà mình chưa đủ tiền, mình làm cái móng trước, cái đà kiền trước, rồi từ 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 mình phát triển lên. À, thành ra đó chúng ta cũng phải đi từng bước tùy theo điều kiện hoàn cảnh của mỗi người. À, chúng ta cố gắng nỗ lực tu tập. À, bây giờ tôi chưa có vô thiền quán được, à, tôi chưa biết, tôi chưa hiểu, giờ tôi ngồi tôi niệm á ra ngã ra, tâm vô thiền dây bút cái tâm tôi rõ ràng này, tôi có hàng được không nói sẽ dạ. Ngay trong cái dây bút mình niệm thôi, ngoài cái niệm rồi hồi nó chạy lại không chừng. À, thành ra phải hiểu, à, từng bậc từng bậc từng từng giai đoạn, à, như vậy đó. À, chúc con sức khỏe an vui, nó mua của tay á. Nam mô Bụt. Câu hỏi của Sách Kim làm con hiểu rõ vấn đề hơn chút. Dạ. À, hôm trước cũng có người nói với con là giống như Sách Kim nói vậy, là chính cửa là không phải như sư giảng là chính cửa thiền. Nhưng mà con á, thì con nói là con không có giỏi giáo pháp đâu, nhưng mà con nghĩ sư giảng là sư phải có căn cứ, chứ sư không có nói theo ý sư. Nhưng mà con thì cái vụ thiền và những cái pháp của Đức Phật thì con hiểu có chút xíu à, con không có thắc mắc gì hết nữa. Cái vị đó ở bị em cho con, nhưng mà con nói con không ý kiến, tại vì con không hiểu được rõ ràng, nên ra con ý kiến là con sẽ tập ngồi nghe chắc ăn. Hôm nay Sích Kim hỏi sư giải thích thì con
con hiểu được. Dạ, con thành kính tri ân sư rất là nhiều và cũng cảm ơn câu hỏi của sư Kim. Cô Tị Duyên bây giờ nghe được âm thanh Nhật Quỳnh chưa? Cô Tị Duyên ơi. Cảm ơn Kim Nhung. Dạ. Dạ, cô Tị Duyên nghe rồi, cô Tị Duyên nghe rồi. Giờ cô Tị Duyên có câu hỏi không? Cô Tị Duyên có câu hỏi trong cái bài giảng của sư không? Rồi, kính mời cô nghe. Dạ, sa thú cảm ơn Nhật Bình. Ma giá, Nam Mô Tham Ma giá, Nam Mô Sang Khai giá. Con thành kính đảnh lễ Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con kính đảnh lễ Ngài Pháp Thanh, Ngài Ki Đức, Đại Đức Pháp Trang và kính lễ quý bà quý cô tu nữ. Kính chào tất cả quý thiền nam tín nữ. Thật ra sức Nhật Quỳnh nãy giờ sức Nhật Quỳnh là thấy tự nhiên không có tín hiệu gì hết, là do pháp này nó đánh nhiên và cái banh thoát nó cũng đánh, nó đánh tự nhiên rớt xuống, nghe được cái âm thanh của Ngài nhưng mà cố gắng ngồi trước máy. Nhưng mà có lúc nghe được thì nghe được Ngài Pháp Thanh nói là cái bài pháp này á, tại sao mà có cái đoạn sau mình bố thí gì đánh đó. Cho nên mà tự nhiên ngồi mà vừa gục mà vừa mắc cười. Có nghĩa là mình thấy cái nội tâm mình nó đang đánh mình. Nó đánh mình là do mình không có mở mắt ra được mà cứ nằm cứ nó cứ kéo. Tại vì sao mà banh hết mình không có nghe được. Rồi cái mình biết sao giờ. Mà ra chạy vô rồi chạy ra. Rồi chạy vô liên tục như vậy. Đó, đúng rồi nè. Lành thai sự bố thí phát xuất từ lòng tin, bố thí và đánh nhau. Mà tôi đã không nghe rồi mà lại còn cái tâm mình nó bị hôn rằn nữa, nó kéo đến, nó quằn mở mắt ra không được. Mà mình nhớ lại Ngài nói cười xong rồi mình cố gắng mình duy trì cho mày đánh nè, mày đánh thì mình vẫn ngồi đó. Rồi trải qua mấy câu hỏi của chị Kim, dạ, mới nhớ lại một cái trạng thái nữa. Có người nói là dạ con cũng xin đặt câu hỏi, con thấy còn tới 5 phút 7 phút gì á. Nhưng mà Ngài giảng cho con hiểu được cái trạng thái của Niết Bàn. Tại vì có người nói, con thấy có người mà đi làm phước á, cái nói là tôi làm phước vậy tôi mong đến cõi Niết Bàn. Nhưng mà con nghe sư phụ giảng đâu có cõi Niết Bàn, không có cõi. Nhưng mà có cái trạng thái của Niết Bàn. Nhưng mà cái trạng thái của Niết Bàn, cái người nào mà chứng đắc được thì mới hiểu được. Dạ, con kính Ngài giảng cho con hiểu cái trạng thái Niết Bàn nó như thế nào và Niết Bàn nó có cõi hay không. Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Khai giá. Kính lễ chư tôn đức, cũng chào quý tu nữ và tất cả quý Phật tử. Và cái thắc mắc của cô Tệ Duyên này thì ở đây là gọi là cái chuyện dài nhiều tập này nó giống như là ăn chay ăn mặn. Rồi Niết Bàn có thật hay không, Niết Bàn ở chỗ nào, Niết Bàn ở cõi nào, thì sự thật ra đó, người ta cứ mường tượng, ta mường tượng ra cái cõi Niết Bàn nó giống như là một cái cảnh giới của chư thiên hay gì á. Chứ sự thật ra là Niết Bàn nó có cõi, Niết Bàn nó là cái trạng thái. Bây giờ
quý vị đang buồn rầu thì quý vị biết cái trạng thái của cái nội tâm đó. nó đang khổ đau, nó nhiệt não, nó bức rứt, nó khó chịu như thế nào, không? Đó là cái trạng thái của khổ đau. Thì niết bàn ở đây là một cái trạng thái vắng lặng của phiền não. Nhưng mà đó, khi mà cái trạng thái này đó, tự mỗi người sẽ cảm nhận được. Hồi nãy cô ngồi mà cái trạng thái nó dằn xé hai bên của cái giả dự hôn trầm và cái sự nỗ lực tinh tấn, cô biết đó, nó dằn qua giật lại đó, mình cũng biết. Nhưng mà khi nào mình vượt qua hoàn toàn cái trạng thái mà hôn trầm, mình chứ an lạc không. Nhưng mà cái này á, nó là chỉ là tạm thời, nó rất là ngắn ngủi, trong một vài sát na, trong một vài giây, nó thoáng qua rất là nhanh, đó. Chỉ đến khi nào mà những cái vị mà thánh a la hán đó, thì lúc đó là cái trạng thái an lạc nó liên tục, nó không có bị gián đoạn nữa. Đó thì nó là như vậy chứ. Bây giờ này, khi mà quý vị rờ vào một cái ly nước nóng, quý vị biết cảm thọ nóng không? Đó rồi bây giờ để một lúc sau, cái sự nhiệt não của cái cảm thọ đó nó hết đi, nó trở thành lại cái trạng thái bình thường đó, thì cái nhiệt não của cái cảm giác nóng này nó là khổ đau, nó là trạng thái của bức bách khó chịu của phiền não. Rồi một lúc sau nó vắng lặng, nó trở lại an ổn, thì cái trạng thái khổ đau này nó hoàn toàn nó vắng mặt rồi. Thì khi mà nó trở lại bình thường thì cái bình thường nó là niết bàn. Nó không còn nhiệt đảo, nó không còn khổ đau, không có sự bức bách nữa đó. Còn cái cao siêu đó của các bậc thánh hữu học, của các bậc thánh a la hán thì nó nhiều hơn, nó liên tục hơn, nó khác hơn. Còn của mình á, khi mình nắm cái ly nước nóng thì mình cái cảm thọ này á, nó khó chịu, nó khổ sở, không? Nhưng mà khi mình buông ra, cảm thọ nóng là nó không còn nữa, sự bức bách khổ đau phiền não không còn nữa, thì ngay lúc đó là mình thấy an ổn. Đó. Thì cái trạng thái á, Đức Phật nói không? Thật sự niết bàn nó là cái trạng thái nguội lạnh, hoàn toàn vắng mặt tất cả những cái phiền não. Bởi á, có nhiều khi á, mình cứ lăn xăng mà đi tìm, nhưng mà mình không thấy rằng cái trạng thái an ổn bình thường nó là niết bàn. Mình cứ tưởng nó ở đâu đâu á, mình cầu mong, mình chạy, mình đi tìm, đi kiếm, mình thực hành pháp này pháp nọ để mong để đạt tới trạng thái niết bàn. Cho nên nói là nó câu là sao, bình thường tâm thị đạo. Khi nào mà mình tâm mình nó trở lại cái trạng thái an ổn, không có phiền não, không có mong cầu, không có bất cứ một cái gì hết, mình chỉ hay biết rõ ràng ngay thời điểm đó, ngay giây phút đó, ngay sát na đó, ngay
hiện tại đó, đối tượng như thế nào, biết gì thế đó. Thế đó, chứ không có cõi, mà cũng có cảnh giới, mà cũng có ai. Thành ra đó, Đức Phật mới nói là khổ đau cũng ở trong cái thân ngũ quẩn này, mà Niết Bàn cũng ở trong ngũ quẩn này. Niết Bàn cũng phải ở ở Ấn Độ bên Miến Điện ở lâu hết, mà Niết Bàn ngay chính trong cái tâm của chúng ta. Khi nào có phiền não hiện khởi, mong cầu uất ức buồn rầu khóc than là khổ, mà sáng suốt trí tuệ giác tình hiểu biết rõ ràng đầy đủ là Niết Bàn. Dạ, bây giờ thì cũng thời gian cũng hết. Với phước báo này cầu mong chư tôn đức pháp thể căn ngang, kính chúc quý tôn nữ và quý Phật tử đảm mạnh an vui, cầu mong chư thiên quan hỷ, cầu mong tất cả chúng sanh trong ba giới bốn loài an vui. Và bây giờ mời cô Nhật Quỳnh sám hối rồi sư xin phúc thúc để kết thúc buổi sinh hoạt. Nam mô Bụt Thầy á. Sa thú chúng con thành kính lãnh lễ tri ân thượng tọa pháp thanh rất là nhiều. Và cảm ơn câu hỏi của cô tu nữ Tệ Duyên. Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh, sám hối sau khi thính pháp ạ. Ua ta mang ghê na quan đê hăng ba đà phẳng sum và ruộng bột thầy do tổ đô so bột thô cà mà tu tăng mà măng còn đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần với chân Đức Phật là đẳng chi tôn chỉ thanh các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo sắp tội lỗi ấy cho con. Quật tam an ghê na quan đê hăng thầm mạnh cha được vị thăng và răng thầm mê vô khá li tô đổ sâu thầm mô cà mà tu tăng mà măng còn đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo sẽ tội lỗi ấy cho con. Quật tam an ghê na quan đê hăng sẵn thành cha được vị thốt tam an sẵn khê vô khá li tổ đô sâu sẵn khô cà mà tu tăng mà măng con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phạm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo sách tội lỗi cho con. Dạ, đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh thượng tọa pháp thanh từ bi phúc chúc cái đạo tràng ạ. Nam mô Bụt Thầy, giá con kính nhân Bích Đến Sư ạ. Xin thay mặt chư tăng phút chút ngắn để kết thúc buổi sinh hoạt hôm nay. Pawato sapa mangalang rakhanto sapa devata sapa bhutanu pavena sarasote pawantu te pawato sapa mangalang rakhanto sapa devata sapa dhammanu pavena sarasote pawantu te pawato sapa mangalang rakhanto sapa devata sapa sanghanu pavena sarasote pawantu te. Tất cả phước báo hạnh có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì định người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự an lạc thường thường đến người, cầu xin cho các thiện tinh được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tấn hóa trong đường Phật đạo. Cầu xin cho các thiện tinh khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thầy. Cầu xin cho quả tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Nam mô Bụt Thầy á. A thu a thu lành thai. Ya ni khu ta ni sama ga ta ni phum ma ni wa ya ni wa an ta lịch khê. Ta tha ga tăng đa và ma nu sơ bố chi tăng bố thang nam ma ho tu ya ni tha phụ ta ni sa ma ga ta ni phụ ma ni hoài ni quán ta lịch khê
ta tha gà tăng đề và manu sư bồ chi tăng tham mang nam ma sa na sư hoa thề hô dạ ni thà phụ u ta ni sa ma gà ta ni phụ ma ni hoa ni hoa anh ta lệ khê ta tha gà tăng đề và manu sư bồ chi tăng sang khăn nam ma sa na sư hoa thề hô tu hạng phu tá nào là chữ thiên ngự trên địa cầu hoặc hạng phu tá nào là chữ thiên ngự trên hư không mà đến hội họp nơi đây, xin đồng cùng chúng tôi, xin đồng cùng chúng con làm lễ chư Phật là các đấng giáo chủ đã được chứng quả giống nhau mà chư thiên cùng nhân loại thượng dường, cầu xin được phát sanh thành lợi. Hàng phu tá là chữ thiên ngự trên địa cầu hoặc hàng phu tá nào là chữ thiên ngự trên hư không mà đến hội họp nơi đây, xin đồng cùng chúng con làm lễ các pháp đã coi giống nhau mà chư thiên cùng nhân loại thượng hay cúng dường, cầu xin được hoặc sanh thành lợi. Hàng phu tá nào là chữ thiên ngự trên địa cầu hoặc hàng phu tá nào là chữ thiên ngự trên hư không mà đến hội họp nơi đây, xin đồng cùng chúng con làm lễ chư tăng đã coi giống nhau mà chư thiên cùng nhân loại thượng hay cúng dường, cầu xin được phát sanh thành lợi. Chữ thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thâm mọi điều, trong phương thần lực có nhiều, đồng sinh hoan hỷ phước điều chúng con, hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài, viên thuộc tranh khỏi nặng tay, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu, chúng con vui thú đạo màu, tu hành tinh tấn ngọ hầu vô sanh. Chúng con thành kính đảnh lễ dân quả phước mà chúng con đã trong sạch tạo được ra, đến với tất cả chư thiên hộ trì chánh pháp, cầu mong quý ngài hoan hỷ tùy hỷ đầu giáo pháp Đức Phật Gotama được bình dưỡng lâu dài. Thành kính dân quả này đến với tất cả chư thiên phạm thiên sắc giới, chư thiên dục giới và tất cả chư thiên trong 10 muôn triệu thế giới Sa Bà, nhất là vua trời Đế Thích cùng tứ đại tiên vương, tất cả chư thiên chúa Diêm Vương và tất cả chư thiên xung quanh đây, và tất cả chư thiên trong ngôi chùa, chư tăng ni hiện diện trong rơm Phật giáo Nam truyền, nhất là chung quanh chùa Ngọc Đạt, tỉnh thất Thiện Hữu, chùa Phước Quang, chùa Viên Giác, chư thiên chung quanh nhà chư Phật tử hiện diện trong rơm Phật giáo Nam truyền, cầu mong quý ngài hoan hỷ thọ nhận phần phước này. Sau khi các ngài thọ nhận rồi, xin hậu độ chư tôn đức pháp thể sinh an, bồ đề tâm kiên cố, đạo quả sớm viên thành, và cũng do quả phước này trợ duyên chúng con phát sanh trí tuệ để chúng con tu tiến sớm đạt đạo quả giải thoát. Cuối cùng chúng con xin chia quả phước này đến tất cả chúng sanh ba giới bốn loài, xin hãy hoan hỷ thọ dụng đầm đều nhau cả thảy. Ý đăng quân nhân nibbana sabbat cha yo tu, ý đăng quân nhân nibbana sabbat cha yo hồ tu, ý đăng quân nhân nibbana sabbat cha yo hồ tu. Một lần nữa chúng con kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức quý ngài đã quan tâm vào rung chứng minh cũng như giảng dạy cho chúng con học những câu Phật để chúng con được sự lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Chúng con thành kính đảnh lễ dân quả phước mà chúng con đã tạo được đến với quý ngài, cầu mong phước này trợ duyên quý ngài an vui đời sống phàm hành, thân tâm luôn an lạc, thành tựu đạo quả y như ý nguyện. Kính cảm ơn quý bà, quý cô, tú nữ, quý anh chị em đạo hữu đã vào đạo tràng thính pháp, thảo luận Phật pháp, hỗ trợ đồng nhất là giữ đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh, lúc thượng tọa pháp thanh thuyết giảng. Con xin thay mặt ban điều hành rơm Phật Nam truyền lễ cung thỉnh chư tôn đức, quý bà, quý cô, tu nữ, quý anh chị em đạo hữu ngày mai quan lâm vào rung theo giờ thường lệ là 3:30 sáng giờ Việt Nam. Trong quá trình chúng con phục vụ rơm có nhiều điều sơ thất, con thành tâm sám hối tam bảo, sám hối với quý bà, quý cô, tu nữ, quý anh chị em đạo hữu, hãy từ bi hỷ xả cho con. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ tri ân quý ngài. Nhật Quỳnh kính cảm ơn tất cả quý anh chị em đạo hữu đã hỗ trợ cho rơm Phật giáo Nam truyền được hoàn mãn tốt đẹp. Nam mô Bích Tha, con kính chúc quý ngài. Nhật Quỳnh kính chúc quý anh chị em đạo hữu luôn được an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Gotama. Nam mô Bích Tha dạ. Dạ con cung thỉnh thường tọa pháp thanh quý em cho con. Con nhắn tin cho sư không có được, và sư đóng cửa, sư không có mở cửa cho con. Dạ, xin phép được xuống mít đó.